Hi, xin chào tất cả các bạn partner của bên Upwork nha. Thì một số thông tin hôm nay thì các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Là cái ông Ben nè, là của trang BSCNEO, kênh truyền thông của sàn Binance, đưa thông tin về Bi rất là nhiều nha. Đó, đây nè, tạo ra tài khoản Bi. Ông nói rằng vừa hiểu ra được rằng cộng đồng Bi sẽ giúp người thân thoát khỏi xiềng xích. Thì lập tức là Bi Network tăng giá nha các bạn. Mấy hôm trước ấy, thì Thành nghe thông tin á, giá chợ đen á, thì Bi chỉ 5 đến 6 k Việt Nam thôi, nhưng mà bữa nay lên 9 k đến 10 k rồi 11 12 k rồi nha các bạn. Thì thật sự là rất là vui mừng khi mà các ông lớn đang đồng loạt đưa tin về Bi Network, cho nên Bi Network đã tăng vọt giá lên nha các bạn. Đó, từ 5 6 k mà lên đó 10 k rồi rồi sắp tới đây nó sẽ lên nữa nha các bạn. Về sắp tới đây là các trang ở trên Bitmain sẽ mở bán, thì lúc đó giá trị Bi sẽ càng ngày càng tăng lên nha các bạn. Đó, thì các bạn hãy cố gắng giữ chặt đồng Bi về kích tia sét đều đều nha. Thì không phải riêng ông Ben của sàn BSCNEO đưa tin mà rất nhiều ông lớn đưa tin nha các bạn, như rất nhiều ông giàu có nè, đó, có tích xanh này cũng đưa tin là nếu tôi bán chiếc điện thoại này cho các bạn sẽ trả tôi bao nhiêu Bi. Đó, thì có rất nhiều người đưa tin ở trên Twitter nha các bạn. Thì Bi nước bọt sẽ lần lần có giá trị khi được nhiều người để ý tới đó nha. Không riêng gì các anh nha, các chị lớn cũng đây nè, cũng đăng tin nếu Olymos giới thiệu điện thoại mới cho Tesla sản xuất, bạn có đổi Bi không? Thì không có lý do gì mà mấy người này lại đưa cái tin về cái điện thoại Tesla này liên quan tới Bi nha. Thì hồi trước giờ Thành cũng nhắc rất là nhiều, có khả năng là cái điện thoại Tesla này có liên quan tới Bi, cho nên có biểu tượng Bi đồ tia sét rồi nha các bạn. Đó, cho nên nhiều người đã để ý tới cái điện thoại Tesla này. Đó, nhiều người cũng cho rằng nó liên quan tới Bi nha các bạn. Mà nếu mà thật sự nếu mà bán á, thì rất là tuyệt vời nha. Thì điện thoại này bán chỉ 5 7 Bi gì đó thì chúng ta mua được nha các bạn. Thế chia sẻ Thành hay cho Thành một like nha.